Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc làm việc với lãnh đạo huyện Bắc Hà mới đây, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong nhấn mạnh, Bắc Hà cần tạo ra những sản phẩm du lịch đặc sắc, khác biệt trên cơ sở những tiềm năng lợi thế sẵn có. Với định hướng này, địa phương đang lựa chọn nâng cấp các sản phẩm trở thành sản phẩm du lịch riêng biệt, phấn đấu phát triển thành khu du lịch đặc sắc của tỉnh. Huyện Bắc Hà đang có kế hoạch phát triển du lịch bài bản hơn. Mỗi mùa trong năm sẽ tổ chức festival dựa vào những tiềm năng thế mạnh của địa phương. Sau đại dịch COVID-19, Festival Cao Nguyên Trắng Bắc Hà vừa qua đã cho thấy du khách đến với vùng đất này rất đông, hứa hẹn cho sự phát triển mạnh mẽ về du lịch. Hiện tại Bắc Hà thì tôi nghĩ là cũng chưa phải là được hoàn hảo. Tất nhiên là so với trước đây thì cũng đã phát triển rất là nhiều và cũng đã tốt hơn rất nhiều, và tôi hy vọng là trong tương lai sẽ tốt. Là địa phương có khí hậu trong lành, phù hợp với trồng các loại cây trồng ôn đới như rau màu, cây ăn quả, cây dược liệu. Đặc biệt là bản sắc văn hóa các dân tộc là những tiềm năng lớn mà Bắc Hà đang quan tâm để phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp và một số sản phẩm du lịch mới mẻ. Về phát triển du lịch thì hiện tại xã gắn vào cái bản sắc của địa phương, vì trên Tả Văn Chư là có 90%, trên 90% là dân tộc Mông. Đấy, nên là xã khuyến khích bảo tồn những cái nét văn hóa truyền thống, đặc biệt là cái cây mận Tả Văn đã được người dân trồng từ lâu. Những sản phẩm đặc trưng về du lịch sẵn có như chợ văn hóa Bắc Hà, dinh thự cổ Hoàng A Tường, nhiều di tích di sản đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc, vùng khí hậu riêng biệt thích hợp cho du lịch nghỉ dưỡng, địa hình chia cắt mạnh có nhiều núi cao thích hợp cho du lịch mạo hiểm. Đây là những tiềm năng dồi dào để Bắc Hà quan tâm quy hoạch, nâng cấp phát triển trở thành khu du lịch đặc sắc của tỉnh. Trong cái chương trình chiến lược phát triển du lịch của Bắc Hà thì hiện nay Bắc Hà cũng đang hướng tới là xây dựng mô hình du lịch cộng đồng làng bản. Ở đây thì xác định là theo cái hướng là mô hình du lịch bản làng, nó khác biệt với du lịch với địa phương khác là du lịch cộng đồng, cái đây là du lịch bản làng, để du khách cũng có thể được tham quan cũng như trải nghiệm của văn hóa của các dân tộc trên địa bàn huyện Bắc Hà. Trước đây du lịch ở Bắc Hà đã có sự phát triển thu hút du khách, tuy nhiên cách làm chưa bài bản, địa phương còn nhiều khó khăn. Với định hướng của tỉnh, nỗ lực của địa phương trong việc lựa chọn quy hoạch, xúc tiến kêu gọi đầu tư, nâng cấp, tạo các sản phẩm du lịch hấp dẫn mới mẻ, hy vọng rằng Bắc Hà sẽ trở thành khu du lịch đặc sắc của tỉnh trong tương lai gần.